Rồi, xin chào quý vị. Lại ngày mới, kính chúc quý vị cùng quý anh chị em yêu cây cảnh được nhiều sức khỏe, an lành, niềm vui trong cuộc sống. Cũng là vườn cây quen thuộc của những anh em ở miền Trung, nói riêng về Quy Nhơn, Bình Định. Và một lần nữa cũng kính chúc quý vị, quý anh chị em được một ngày mới tràn đầy sức khỏe. Để giao lưu với nhà vườn, quý vị, quý anh chị em, nếu chốt cây thì hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện trực tiếp giao lưu với nhà vườn. Đầu tiên là chia sẻ cùng quý vị, cùng quý anh chị em, chậu sâm bông dáng đổ, dáng thác đổ, hoành ôm chậu. Chậu sâm bông này rất là già quý vị. Nhà vườn nuôi thì cũng khá lâu. Cái cần đổ này nó cũng uyển chuyển nha quý vị. Mặt sau mặt trước của thân cũng như cốt. Cái chân bệ này đẹp, bệ nở có những phần rễ, cần đổ ôm chậu. Rồi, để báo cáo kích thước chậu sâm bông số 1, chiều cao là 25, tính từ mặt chậu đi lên tới ngọn là 25. Đo bộ tàng dài là 79. Đo hoành bệ, tức là những cái phần rễ trên mặt chậu đó quý vị, là 43. Chậu vuông là 26. Chậu sâm bông này được báo giá tại vườn là 9,5 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp với nhà vườn. Chậu sâm bông này, những cái dàn tay cành của nó là cắt giật không có nụt dây á quý vị. Tức là nuôi khá lâu quý vị. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 là một tác phẩm linh sam sông Hinh. Cây này cũng vừa qua cũng được xuống lá và cây bắt đầu vô bông. Một dáng bay của tác phẩm linh sam. Phong này nó cũng hơi cao lớn quý vị, nhưng mà nhìn rất là đẹp. Báo cáo kích thước chiều cao là 89, bộ tàng dài là 79, eo là 22, tức là đo chung hai thân. Đứng trên chiếc chậu 36. Bộ tàng bên trên này cũng khá ổn định quý vị. Cây đang vô bông, đường thân đi lắc, hai thân rít lại với nhau tạo nên bộ chi tàng. Phần bên dưới cũng có trang trí một cái phần chi tàng bên dưới, đường thân đi lắc lượng.
Dưới này có phần chân bệ đứng rất là vững. Và giá tại vườn của tác phẩm Linh Sam Song Hinh này là 5,5 triệu. Quý vị yêu mến hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp giao lưu với nhà vườn. Rồi, tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 này là cây chiều xuân của gì? Cây chiều xuân này có cái bệ đế lùng lực. Chiều cao là mình đo từ phần cốt là 39. Tàn dài thì mình cũng đo ngắn gọn là 52. Đo hoành bệ, bệ là 65. Chậu là chậu 30. Nếu quý vị nào chưa biết cây chiều xuân thì search lên Google là biết cây chiều xuân. Cây chiều xuân nó có bông nó cũng rất đẹp quý vị. Cây này cũng sắp sửa ra bông quý vị. Nó cũng bung đọt non rất nhiều. Nhà vườn nuôi cái rất là khỏe, lá xanh rì. Vàng cũng lùng lực. Và xin báo giá chậu cây chiều xuân này, giá tại vườn là 3,5 triệu. Đây là chậu số 3. Quý vị yêu mến hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp với nhà vườn. Nếu quý vị nào chưa biết cái tên của cây chiều xuân thì hãy search trên Google là ra cây chiều xuân. Rồi, tiếp theo là chậu số 4. Chậu số 4 là cây chồi mồi. Cây chồi mồi thì chắc lẽ quý vị chắc rất là nhiều người cũng biết. Cây chồi mồi này có đường thân đẹp, trên cũng định hình chi tàn. Cây này cũng vừa qua bung đọt non khá nhiều. Kích thước của cây, chiều cao là 45, đo tàn dài là 59, quỳnh eo thân là 24, chậu cũng 24. Cây chồi mồi số 4 này được báo giá tại vườn là 2,5 triệu, 2,5 tức là 2,5 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình để giao lưu cái chậu cây chồi mồi này. Ở dưới này đường thân nó rất khéo quý vị, nó thuộc dạng quái thân. Dưới này nó có một cái thân này là eo lả nằm bên dưới sát đường gốc, đường thân đi cũng lắc. Được báo giá tại vườn là 2,5 triệu cho chậu chồi mồi. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, tiếp theo là chậu số 5. Chậu số 5 là chậu Linh Sam. Chiều cao là 28, bộ tàn dài là 63, quỳnh eo là 24, đứng trên chiếc chậu là 37. Chậu Linh Sam này được báo giá tại vườn là 5,000,000. Chậu Linh Sam này cũng được xuống lá và đang du bông. Đây quý vị xem cái đường thân và bệ cốt, nó tạo nên hai thân mà đường thân đi lắc,
Tuy là lùng lực nhỏ nhưng mà cái độ gắt của thân nhà vườn cũng đã tạo ra, tức là cây đã nuôi lâu quý vị. Trên dàn xương cũng khá ổn định. Rồi, xin nhắc lại cùng quý vị là chậu linh sam số 5 được báo giá tại vườn là 5 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp, giao lưu với nhà vườn. Rất nhỏ gọn. Cây này trang trí với bàn trà, không gian nhỏ hẹp hay nơi làm việc cũng được quý vị, nó cũng tầm nhỏ. Do bông cũng rực cây, nó ra rực cây là cái bông một màu tím, nó rất đẹp quý vị. Rồi, tiếp theo là chậu số 6. Chậu số 6 cóc quái mini hình thú, giống như bên trên có hai cái sừng quý vị. Kích thước chiều cao là đo 39, tầng dài là 34, eo là 20, chậu là 23. Giống như một con quái thú mini nhỏ. Này cũng tầm nhỏ quý vị, nó cũng trang trí nhưng không gian nhỏ hẹp. Cốc cốc này nuôi cái phần tay bên trên nó cũng khá lâu quý vị. Đấy, cái đường cắt bên trên nó cũng liền. Rồi, báo cáo cùng quý vị là chậu cốc quái mini này, chậu số 6, được báo giá tại vườn là 2 triệu rưỡi. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, hãy gọi điện giao lưu gặp trực tiếp với nhà vườn. Cái này mà cho vài trái nữa nó lòng thòng xuống là khá ok quý vị. Dáng thú đẹp, tầm cũng trang trí bàn trà. Rồi, tiếp theo là chậu số 7, chậu sam trái, dáng thiếu nữ xõa tóc, đường thân đi lắc, những mái tóc dài buông xõa xuống, rất là khéo và cũng nghệ thuật quý vị. Để nuôi cho rất nhiều những cái tay của nó mà để làm một cái mái tóc rủ rất là khó, rất là mất nhiều thời gian quý vị để nuôi dàn tay. Bề đứng rất là vững. Báo cáo cùng quý vị là đây là sam trái. Và kích thước chiều cao là 75. Đo bộ tàng là 46. Chậu là 27. Chậu sam số 7 này được báo giá tại vườn là 5 triệu rưỡi. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình để sở hữu những cái tác phẩm mà độc lạ rất là hay. Rồi, tiếp theo là chậu số 8. Chậu số 8 trước màn hình quý vị là một cây khế quái.
khế này có kích thước chiều cao là 105, đo bộ tàng dài là 112, quần eo là 44, đứng trên chiếc chậu là 80 x 50. Cốt rất là già nha quý vị, đường chân bay bổng lên trên. Được báo giá tại vườn là 13.500.000 cho một tác phẩm gốc khế quái này. Vừa qua là nhà vườn cũng xả kẽm nên thả vàng tây, nên thấy nó bề bộn quý vị, để cho vàng tây nó mập ra thêm. Đấy là dưới phần chân bệ. Và cũng xin báo cáo thêm cùng với cái đường thân nằm. Ngay cái đường thân nằm này nó có một cái đường bể, nhưng mà qua thời gian khá lâu, đây là nó cũng bo da lại. Nơi đây là vô tình sau này nó sẽ là một cái điểm nhấn, tức là nó rất là đẹp cho cái đường thân nằm. Đó. Đi lên cái điểm gút này, đi lên, quý vị xem là nó già lên, nó cái da của nó xù xì. Khế nuôi rất là khó và rất là lâu quý vị. Để qua mặt bên kia chi tiết cho quý vị xem. Và tiện thể quý vị giao lưu cái tác phẩm gốc khế này. Phong hai mặt đều đẹp quý vị. U cục đường thân, những cái điểm nhấn ngay cua này khá độc đáo quý vị. Bên này nó có phần cái đuôi hậu này, đó, nó đi lên tạo nên tay cành ở bên phần sau, nhìn nó cũng cân xứng với một cái dáng của cây. Và cũng xin nhắc lại cùng quý vị là chậu khế số 8 này được báo giá tại vườn là 13.500.000. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình giao lưu gặp trực tiếp với nhà vườn. Rồi tiếp theo là chậu số 9, là chậu cây dúi. Cái cúc dúi này nuôi cũng khá một thời gian và lên trên cái tay cành đó quý vị, cũng được tạo ra và định hình cho nó, nhưng mà nó vẫn còn thiếu quý vị, bởi vì cây cũng mới định hình. Nếu quý vị nào sở hữu thì về vẫn tiếp tục nuôi. Và xin báo cáo kích thước chậu dúi số 9, cao là 73, tàng dài là 65, quần eo là 38, chậu là 50. Được báo giá tại vườn là 1.700.000. Nếu quý vị yêu mến dòng cây dúi thì hãy sở hữu, giá tại vườn là 1.700.000. Cây dúi này mang mã số 9. Chân bệ đẹp, hình như là cái cốt nó cũng hơi giót quý vị. Trên này cũng được cắt và xử lý, sau một thời gian nữa nó sẽ kéo bo. Đó, nuôi lên trên một cái bộ tàng, cho một cái bộ tàng đổ xuống. Đấy, cốt dúi này khá đẹp dưới phần chân bệ. Chiều cao này cũng không quá cao, nó cũng tầm xứng với cái bệ của nó quý vị. Nhìn nó cũng giót cây. Nếu quý vị nào yêu mến sở hữu cái gốc dúi này, giá tại vườn 1.700.000 cho chậu dúi số 9. Mình về mà vẫn tiếp tục nuôi quý vị.
Tiếp theo là chậu số 10. Chậu số 10 là cây còn gọi là cây ngọc anh quý vị. Cây ngọc anh cũng theo dùng, có dùng cũng gọi là cây bút. Chắc cũng có nhiều quý vị cũng biết. Cây này nó cho bông, bông trắng, bông cũng khá nhiều. Cây này tàn thả tự nhiên, nhưng mà được dưới phần bệ cốt quý vị. Đó, bệ cốt nó rất đẹp. Bông nó cho quá nhiều, nó rực cây. Bông nó cũng rất là thơm. Cốt dưới này đẹp, nó cũng như là cốt quái quý vị. Và để báo cáo kích thước chiều cao là 50, mình đo phần cốt thôi quý vị, còn cái dàn tàn bên trên không tính. Cao 50, bộ tàn tàn dài của nó là 59, bệ là 84, chậu là 42, chậu xi măng, chậu tròn. Được báo giá tại vườn là 4 triệu. Đấy, quý vị yêu mến thì hãy sở hữu cái dòng cây. Những cây này nó có hoa rực cây, hoa trắng, nở chùm chùm rất đẹp quý vị. Được cái đường bệ đẹp. Tại vì mình để cho nó bung tàn. Tại vì nó đang vô bông đó quý vị. Nên không cắt gọn. Nếu quý vị nào sở hữu thì về mình chơi nó khi nó tàn bông đó, quý vị sẽ bấm gọn lại và để mùa sau. Để mùa sau nó sẽ cho bông tiếp. Nếu quý vị sở hữu cái chậu cây này là về mình có việc làm, tức là mình cắt sữa, uốn éo cây. Đấy, bệ đẹp đó quý vị. Về mình trang trí cho một cái chiếc chậu men. Đây là chậu xi măng. Còn nếu để cây nuôi thì quý vị vẫn để im đó, mình nuôi. Trên mình đi dàn nhôm lại cái tay cành sau khi mình chơi mảng bông. Còn không mình để thả luôn tàn nó dày, bông nó kín. Rồi, báo cáo cùng quý vị là cái chậu này là chậu số 10, là giá 4 triệu. Còn gọi tên là cây Ngọc Anh, tức là còn gọi tên khác, có nhiều địa phương đó quý vị. Rồi, trước khi kết thúc cuốn video, chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất. Rồi, trân trọng kính chào quý vị.